kim nhau nhà này là Vin. Khi mình giải ra xong à, mày cho chủ xe nè, rồi chủ xe chạy là khá là dữ rồi, cháy bố luôn đó, cháy đen thui rồi anh em, nó sắt luôn mặt lên nè, bành luôn. Cái này là gì? Do tình trạng là chạy gà con nha anh em, khá là ghê luôn, còn so rồi luôn rồi, bành sắt để chuồng heo á. Em coi xem bị rơ á, cái giọng nồi nha. Chứ mình sẽ làm chắc một coi luôn cái lỗi này luôn. Mình làm lại mình nghe không? Hết. Thầy bố sắc luôn. Bố chạy anh lông hết rồi. Để mình sẽ tiến hành mình làm xong của anh em xem nha. Vệ sinh mình rửa làm lại hết. Làm mình làm xe làm a solo làm nồi luôn. Rồi cái mình sau khi mình làm cái nồi lại xong, mình thay lớp bố nè, lớp sắt, lớp so nè, giá mình làm cho đều lại, lại nó khuyết luôn rồi. Chuồng heo làm lại luôn nha. Không có bị gì nữa. Mình phải có độ nhiệt chút xíu nha anh em, cho quay cứng ngắc là chạy không có được. Nó phải có độ nhiệt, chút xíu. Còn bộ viên nó cháy hết rồi, chạy tà lè tắt lét rồi, tàu gố luôn. Làm mình vệ sinh cái lượt nhớ nè, rất là quan trọng nha anh em. Mỗi lần tháo ra phải vệ sinh nè, tại cái window nó không có lượt nhớ giống như đẹp như này đơn. Bây giờ mình ráp vô xong mình test cái đầu bóc nó cho anh em xem nha. Buổi chiều thứ bảy bận rộn, Vario SH Việt SH 300 mới nhận SH 300 từ Bình Phước gửi xuống đó nè, hư nguyên cục máy luôn, thợ ở dưới không có biết ráp, anh em chúng mình làm. Rồi cố gắng tranh thủ trong xe giao cho anh em nha. Ok. Đây thấp ý nè, 300 đầy giữa nè, thấp việt nè, 300 2022 mới nè. Đó, mình một máy từ trên Đồng Xoài Bình Phước gửi xuống, hư hết rồi. Hai chiếc 300 đầy đầu, hai chiếc 300 đầy giữa với 300 đầy mới, cái thấp ý, thấp việt, thấp đặc biệt đời mới nè. Đây chiếc nè, Sitter 35-50 Vario đời mới đời cũ thì mình có làm hết nha. Em có nhu cầu liên hệ mình ha. Rồi đây.